chiếc quay mới làm mà full cái bộ nồi ha, bao nhẹ nhàng cho nè. Quá nhẹ nha. Đó, anh em muốn làm mà có bình nồi Thái thì ghé bên Độ Xe Việt Nam. Rồi, chào anh em quay 210 nha. Giới thiệu với anh em có bình là làm nồi ha. Thì hôm nay Độ Xe Việt Nam mình sẽ đi cùng với anh em từ đầu tới cuối luôn cho anh em dễ nắm tình hình ha. Thì xe này thì nó làm đầy đủ cho nên là mình quay lại để cho anh em tham khảo luôn. Nhiều anh em mà không có điều kiện thì mình sẽ làm những phần trong cái phần nồi ha. Thì cái nồi cũ của chủ xe thì chủ xe có nói là làm một lần rồi. Thì cái chuông mà rất mỏng nè, sọc chuông ha. Đem vào trong mà sọc chuông hết nha. Rồi, phần bố thì đi bố dán. Thì cấu hình này sẽ trả lại chủ xe đó, phần bố dán nè. Còn cái này là bố rinh Thái nè, đó bố dán nha. Bố dán ba cái bố dán ha. Rồi, nhập mặt nhôm rồi thì nó đã bị vớt qua rồi cho nên là mình tư vấn chủ xe là đi mặt nhôm rồi khác, tại mặt nhôm này nó vớt rồi mỏng rồi không còn độ ép nha. Đó. Rồi, về cái phần cái lò xo thì chạy lâu ngày nó sẽ bị lún xẹp xuống. Thì mình sẽ đi lại cái lò xo nồi mới. Đây là bốn cái lò xo nồi mới ha. Để riêng cho anh em coi ha. Đó, bốn lò xo nồi mới nha. Rồi. Về phần nồi thì sẽ đi có hình là nồi full Thái, không có dán bố. Còn cái chuông nồi dinh Thái nè, mới chăm chăm ha, bao đẹp cho anh em ha. Đó, rất là dày nha. Rồi, bố thì sẽ đi là bố Thái, không dán bố nha. Đi bố mới chủ xe luôn. 1 2 3 full mới. Bố bạn lớp của mình ha. Đó, bố Thái rất là mịn tay, không bị là sọc tay của anh em. Và cặp nhôm nồi sẽ đi cặp nhôm nồi dinh Thái chủ xe, hai nhôm nồi mới chăm chăm ha. Vết sơn còn nguyên nha, chưa có sử dụng ha. Đó. Mà chiếc mặt sau nè. Đó cho anh em coi ha. Rồi. Về phần bố sẽ đi bố Thái sẽ gồm là bốn lá có hình đi dinh nha. Cái này thì anh thợ mình đã lắp qua rồi ha. 1 2 3 4 đó anh thấy không? Mới chầm chầm ha, sắt đinh Thái cho anh em luôn. Đó, sắt là ba lá sắt đinh Thái nè, mặt sau nè ha. Đó đinh Thái ha, mặt trước nè, mới chầm chầm. Rồi, đi bố bản lớp của mình cho anh em luôn. Mới chầm chầm ha. 1 2 3 4 không? Có hình đi dinh nha. Đó, rồi. Nghe là nguyên bộ full Thái nha. Thì nhiều anh em mà không có điều kiện thì anh em có thể là chọn có bình là dán bố thay bố nồi, hoặc là đi full là thay chuông thay bố, giữ lại cái nồi sau. Còn cái xe này thì xe này là full cho nên là cấu hình nó sẽ cao cấp hơn. Rồi, cảm ơn anh em quay A tiến hành lắp ráp, anh em theo dõi bên Độ Xe mình lắp ráp luôn nha, để mình tiến hành lắp ráp ở nhà ha. Rồi, chào anh em. Rồi, chào anh em quay A 110 nha. Giới thiệu với anh em cấu hình ráp cái nồi Thái cho chiếc quay A. Thì cấu hình này sẽ đi chủ xe là cặp nhôm nồi mới nè. Đó. Đầu tiên anh em sẽ cho phần lá bố, phần cái đế nồi đó. Cấu hình thì là 4 bố 3 sắt nha. Đó. Lá bố thì nó có chiều nào cũng được, còn ở sắt thì có hai chiều. Anh em lắp như đắp đúng chiều nha. Chiều côn nằm trong, còn chiều bén nằm ngoài. Đó. Rồi, mình tiến hành là cho một ép nồi vô. Tới phần cho vô định tâm cái lá bố với chuồng heo ha. Rồi cho bốn lò xo nồi vô. Lò xo thì nó có chiều lớn, chiều nhỏ nha anh em ha. Chiều lớn nằm dưới, chiều nhỏ nằm trên. Đó. Rồi mình đang coi chiều này để bỏ vô ha. Bốn lò xo. Tới mặt ép nồi nha. Ép nồi gồm có là bốn chân và bốn tán ha. Xiết đều bốn. Thì nguyên lý là xiết so le ha. Đó, con này đối diện con kia và xiết đều từng con một. Đó, xiết con đối chiếu nhau á. Định tâm bốn con mình sẽ định tâm lò xo lại rồi bắt đầu là tiến hành mình xiết nha. Sau khi mình xiết xong mình sẽ tiến hành là định tâm lò xo lại lần nữa để cắt nồi cho ngon nha anh em. Đó, cấu hình này lắp ráp rất là nhanh gọn lẹ cho anh em, để cho anh em có xe đi chơi đi làm nha. Sau khi mình xiết đều xo nồi sẽ tiến hành là cho cái nồi sau với lại cái vuông nồi trước vô ha. Anh em nhớ để kèm theo phần máng nhớt. Rồi mình tiến hành cho cái nồi vuông nồi trước vô ha. Đó, rồi cho cái lồng đền nồi sau tán nồi sau vô. Cái nồi trước mình sẽ cho nguyên cái cộng càng nồi trước vô nha. Tới lồng đền chặn phe, lồng đền outside tới tán nồi trước ha. Rồi mình tiến hành bắn nồi trước nồi sau nha ha. Rồi, tới tán nè. Đó, tán nồi trước dặn vô. Nồi sau thì nó có chỉ một lồng đền thôi, còn cái nồi trước thì nó gồm hai lồng đền nha. Một lồng đền phe với một lồng đền outside nha ha. Rồi, bắn cái nồi trước. Mình sẽ lắc kê toàn bộ cái lồng đền chặn phe cái nồi trước nha ha, để khỏi bị quơ nhớt của anh em nha. Rồi tiến hành mình sẽ cho lắp lồng nhớt ly tâm. Tiến hành xiết đều ba con. Ở giữa là có một miếng đoan nha. Đó, anh em phải xiết đều ba con, khỏi bị tẹt nhớt ra ngoài nha ha. Đó. Nếu mà tẹt nhớt ra ngoài dễ bị lấp bê nha. Rồi sau khi đó mình sẽ tiến hành lắc kê toàn bộ ba con lại, tiến hành là cho cái bạch đạn nồi còn muỗng cho nữa mình sẽ test cho anh em nha. Full có hình bộ nồi Thái chiếc quay A110 nha anh em ha. Chiếc quay mới làm mà full cái bộ nồi ha, bao nhẹ nhàng cho anh em. Đó. Đó. Quá nhẹ nha. Đó, anh em muốn làm mà có hình nồi Thái thì ghé bên Độ Xe Việt Nam ha. Mình tiến hành kiểm tra làm đầy đủ cho anh em nha. Rồi mình đã test chưa, full có hình bộ nồi chiếc quay nha, bao nhẹ nhàng cho anh em. Đó, nhích nhẹ lên là nha ha. Quá ok nha ha. Đó, quá nhẹ nha. Rồi, mình xử hóa đơn phiếu hành cho chủ xe ha. Rồi, cảm ơn anh em quay A ủng hộ bên Độ Xe Việt Nam nha.
Rồi, chào anh em luôn. Xong rồi.